Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào buổi sáng hàng ngày trên kênh Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình sáng nay sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang diễn ra cùng những vấn đề trên các lĩnh vực khác. Bây giờ mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật sau. Hàng ngàn tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Cứu sống bệnh nhân nhiễm độc thần kinh nặng do bị rắn hổ mang chúa cắn. Bắt quả tang người phụ nữ vận chuyển 0,5 kg ma túy. Thu hàng trăm triệu đồng nhờ trồng khóm mật trên đất đồi dốc. Ấn tượng vẻ đẹp qua bằng lăng ở Nha Trang. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị, hàng năm, mỗi khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra, các bạn trẻ với màu áo xanh tình nguyện lại hăng hái tham gia hỗ trợ cho các thí sinh. Và tại Hà Nội, trong ngày đầu của kỳ thi quan trọng này, gần 6.000 tình nguyện viên đã ra quân tiếp sức mùa thi. Với sự nhiệt quyết, trách nhiệm, các đoàn viên thanh niên tình nguyện đã có nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tại 189 điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sáng qua, ngay trước giờ đón thí sinh vào các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Hà Nội mưa lác đác. Những chiếc dù đã được các tình nguyện viên chuẩn bị sẵn, nhanh chóng đón các thí sinh từ bên ngoài vào trường để các em không bị ướt. Tôi thấy thì các bạn rất là nhiệt tình, có cả sinh viên tình nguyện lẫn như là bên bộ đội nữa thì cũng chuẩn bị sẵn ô và để đón các con từ cổng trường vào. Chị thấy rất là như thế là rất là chu đáo và các con hoàn toàn là rất là kiểu được chăm sóc tốt. Bên cạnh sự trợ giúp giống các năm trước như về nước uống, quạt mái, nhiều hoạt động được các đội hình tiếp sức mùa thi chuẩn bị với các phương án ứng phó với nhiều tình huống khác nhau đã đem lại thuận tiện cho thí sinh và người nhà như đảm bảo trật tự an ninh đô thị, hướng dẫn phân luồng giao thông các tuyến đường, các nút giao thông tại điểm thi và khu vực xung quanh điểm thi, tổ chức đưa đón thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Với khẩu hiệu "Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn", các đoàn viên thanh niên tình nguyện đã trở thành điểm tựa tinh thần, san sẻ nỗi lo với phụ huynh, đồng hành cùng các sĩ tử trong những ngày diễn ra kỳ thi quan trọng. Cùng với Hà Nội thì các đoàn viên thanh niên của Hà Tĩnh cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng, huyện Thạch Hà và trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, lực lượng thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ các thí sinh, các bậc phụ huynh về nước uống, giữ xe, giữ đồ miễn phí. Đặc biệt, lực lượng đoàn viên còn hỗ trợ học sinh bị tai nạn, phụ huynh ở những địa phương xa đưa con em đi thi. Tại huyện Thạch Hà, từ sáng sớm, lực lượng thanh niên tình nguyện đã có mặt ở 3 điểm thi để hỗ trợ các sĩ tử. Mỗi điểm thi có 60 đoàn viên thanh niên làm nhiệm vụ cấp nước uống, viết, giấy và giữ xe, đồng thời hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử và trao tặng nhiều suất quà cho các em học sinh. Thì Ban Thường vụ huyện đoàn cũng đã triển khai cái chương trình nghị lực mùa thi và toàn huyện cũng đã hỗ trợ trao tặng hơn 60 suất quà trị giá 35 triệu đồng cho cả cái đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh bố trí hơn 1.850 tình nguyện viên ở 35 đội tình nguyện tiếp sức mùa thi nhằm hỗ trợ tối đa cho các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Các tổ, đội hình, đội xe tình nguyện, xe buýt miễn phí, bữa cơm yêu thương cũng được thành lập để hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh. Thì tỉnh đoàn Hà Tĩnh luôn cái chú trọng vai trò trách nhiệm của mình. Đồng thời với đó thì phát huy từng đội hình và từng bàn đoàn viên thanh niên trong việc hỗ trợ cho phụ huynh cũng như các bạn thí sinh làm sao để các bạn đảm bảo và tự tin hoàn thành tốt cái bài thi của mình và góp sức cùng chung sức cùng chính quyền địa phương để hoàn thành tốt kỳ thi trên địa bàn. Hình ảnh màu áo xanh tình nguyện phát từng chai nước trong giữ đồ dùng phương tiện cho phụ huynh thí sinh như tiếp thêm động lực để các sĩ tử hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng này. Và cùng với các đoàn viên thanh niên thì lực lượng chức năng luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ cho các thí sinh. Như là tại thành phố Hồ Chí Minh, công an thành phố cho biết các cán bộ chiến sĩ đã tích cực tham gia phục vụ, hỗ trợ tại các điểm thi để đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông,
hỗ trợ cho các em học sinh và phụ huynh. Theo đó, trong những ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông, để đảm bảo công tác an ninh trật tự ở 156 điểm thi chính thức và 6 điểm thi dự phòng, duy trì giao thông thông thoáng, an toàn, Công an thành phố Hồ Chí Minh quy động gần 500 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây. Công an thành phố cũng bố trí cán bộ chiến sĩ tham gia công tác bảo mật, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi từ khâu in, sao đề, vận chuyển đến công tác chấm thi. Bên cạnh đó, lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh còn hỗ trợ đưa các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn đến điểm thi trong các ngày thi. Điển hình là trường hợp của em Nguyễn Quách Phú Tài, sinh năm 2005, là học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Tân Túc, huyện Bình Chánh. Em mồ côi cha từ nhỏ, mới đây bị tai nạn giao thông khi đi học dẫn đến gãy tai. Em đã được chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông Tân Túc tình nguyện đưa đón đi thi trong 2 ngày thi, đồng thời tặng em 3 triệu đồng hỗ trợ động viên tinh thần vượt khó. Còn liên quan đến việc lọt đề thi môn toán và ngữ văn tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, đại diện Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03 Bộ Công an cho biết là việc này xuất phát từ thí sinh ở Cao Bằng và Yên Bái. Theo đó, với đề thi ngữ văn, một thí sinh ở Hội đồng thi tỉnh Cao Bằng đã dùng điện thoại để chụp lại vào khoảng 7 giờ 50 phút, rồi gửi đề cho người thân nhờ giải bài giúp. Một lúc sau, hình ảnh đề ngữ văn đã bị lan truyền trên các trang mạng xã hội. Bộ Công an tìm ra thí sinh này vào lúc 13 giờ 30 phút. Ông Vũ Văn Dương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng cho biết, đã đình chỉ thi với thí sinh vi phạm, không cho tham gia các bài thi vào ngày hôm nay. Về thông tin lọt đề môn toán, A03 cho hay đã xác định được thí sinh liên quan đến từ Hội đồng thi tỉnh Yên Bái. Em này cũng bị nghi dùng điện thoại để chụp đề thi rồi gửi ra ngoài. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ. Nhưng và sau ngày thi đầu tiên thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay ở thành phố vẫn xuất hiện rải rác lỗi vi phạm quy chế thi. Đáng chú ý là dù quy định để vật dụng cá nhân cách phòng thi 25m, nhưng mà một thí sinh vẫn cố tình mang điện thoại vào phòng thi và bị đình chỉ ngay lập tức. Ngoài trường hợp một thí sinh bị đình chỉ thi, còn có đến 339 thí sinh gián thi môn ngữ văn trong tổng số 83.434 thí sinh đăng ký dự thi, 431 thí sinh gián thi môn toán trong tổng số 84.134 hồ sơ đăng ký. Tỷ lệ thí sinh gián thi ở mức cao so với những kỳ thi trước. Về trường hợp ngoài ý muốn có một thí sinh phải nhập viện trong quá trình thi do đau bụng, đã được hội đồng coi thi hướng dẫn điểm thi làm thủ tục để đặt cách cho thí sinh. Ngoài ra còn có một thí sinh bị tai nạn giao thông, không thể đến điểm thi cũng đã được hướng dẫn làm thủ tục đặt cách. Bên cạnh đó, tại 9 điểm thi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có thí sinh không thể viết bài thi và cần hỗ trợ. Các thí sinh này được tổ chức thi ở phòng thi riêng và có cán bộ ghi bài hỗ trợ. Ở mỗi phòng thi đều có máy ghi hình, máy ghi âm để đảm bảo sự công bằng ở các điểm thi. Và sáng nay thì các thí sinh sẽ tiếp tục thi môn tổ hợp khoa học tự nhiên, tổ hợp khoa học xã hội theo nguyện vọng đã đăng ký. Và buổi chiều thì sẽ thi môn cuối cùng là ngoại ngữ. Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên đường tỉnh 741 đoạn qua khu phố 2, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Hai người đàn ông đi xe máy đã tông vào xe tải cẩu khiến cả hai bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, thì hai người đàn ông chở nhau bằng xe máy chạy trên đường tỉnh 741. Khi xe đến ngã tư có tín hiệu đèn với đường Lý Thường Kiệt thì bất ngờ tông vào xe tải cẩu. Cú tông mạnh khiến hai người đàn ông bị ngã văng ra đường, nằm bất động, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân nhiễm độc thần kinh nặng do bị rắn hổ mang chúa cắn. Bệnh nhân là nam giới, 30 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, ngày 26 tháng 6, bệnh nhân lên núi để lấy mật ong. Lúc này, bệnh nhân thấy một con rắn khá lớn, khoảng gần 2 kg. Trong lúc bắt rắn, bệnh nhân đã bị rắn cắn ở cổ tay bên trái. Sau khi bị rắn cắn, bệnh nhân chỉ cảm thấy hơi đau và tiếp tục bắt rắn. Khi bắt được con rắn, bệnh nhân trở về nhà. Tuy nhiên, nửa tiếng sau, bệnh nhân cảm thấy bị sụp mi mắt, khó thở, yếu tứ chi và được người nhà đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân rơi vào tình trạng suy hô hấp, được bác sĩ xử trí ban đầu và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định sử dụng thuốc giải độc kháng nọc rắn.
Tuy nhiên, vết cắn sưng nề từ vùng bàn tay lên cánh tay dai và lan đến 1/3 ngoài ngực trái. Bệnh nhân vẫn suy hô hấp, phải thở máy. Cho đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, cai được máy thở, được đánh giá để có thể rút nội khí quản. Sức cơ bình thường, vết cắn vẫn còn sưng nề nhưng không lan thêm. Đánh giá chung về lâm sàng, hô hấp diễn tiến tốt, hiện nằm tại phòng hồi sức theo dõi tim mạch, rối loạn nhịp, nhiễm trùng, nhiễm độc do nọc rắn gây ra. Và các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên bắt rắn. Trong trường hợp bị rắn cắn, vết rắn cắn sưng nề, nên khẩn cấp đưa vào cơ sở y tế để có hướng điều trị phù hợp. Nếu bắt được con rắn, nên mang vào bệnh viện để cơ sở y tế nhận diện. Tiếp theo chương trình người đưa tin 24 giờ sáng nay là những thông tin đáng chú ý sau. Bắt quả tang người phụ nữ vận chuyển 0,5 kg ma túy. Thu hàng trăm triệu đồng nhờ trồng khóm mật trên đất đồi dốc. Ấn tượng vẻ đẹp qua bằng lăng ở Nha Trang. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự đối với Trịnh Thị Bạch Cúc, sinh năm 1969, ngụ phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Điều đáng nói là người phụ nữ này vừa mới được tha tù lại tiếp tục phạm tội. Trước đó, tại ấp An Cương, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, lực lượng chức năng bắt quả tang Cúc vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm một bịch ma túy tổng hợp có trọng lượng khoảng 500 gram, hai điện thoại di động và số tiền trên 3 triệu đồng. Qua làm việc, bước đầu Cúc khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ thành phố Hồ Chí Minh đến Kiên Giang với giá 10 triệu đồng. Trên đường vận chuyển ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tuyên án đối với 8 bị cáo liên quan đến sai phạm tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công trình đô thị Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trong đó, Phan Văn Quang, nguyên chủ tịch kiêm giám đốc công ty, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho. 7 bị cáo còn lại gồm Nguyễn Công Khanh, nguyên phó giám đốc công ty, Trần Thị Thiện Mỹ, nguyên kế toán trưởng, Phạm Văn Răng, nguyên trưởng phòng kế hoạch kinh doanh, Lương Văn Luận, nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch thành phố Mỹ Tho, Đào Thanh Phong, nguyên phó trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Mỹ Tho, Đặng Thế Vinh, nguyên phó phòng kế hoạch kinh doanh và Nguyễn Thị Thùy Linh, nguyên kế toán tổng hợp công ty. Các bị cáo bị truy tố về 3 tội danh: cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2016, bị cáo Hoàng và Khanh đã chỉ đạo nhân viên điều chỉnh giảm doanh thu phí vệ sinh cung cấp cho phòng quản lý đô thị thành phố Mỹ Tho nhằm nghiệm thu thanh quyết toán khối lượng rác nhiều hơn trong quá trình thực hiện dịch vụ công ích vệ sinh công cộng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 3,7 tỷ đồng. Và trong quá trình điều tra, các bị cáo đã khắc phục xong hoàn toàn hậu quả, thành khẩn khai báo. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Quang, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Mỹ Tho, cùng 2 bị cáo khác mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại lãnh mức án từ 1 năm đến 5 năm 6 tháng tù giam. Còn với hành vi tham ô tài sản, Nguyễn Hoàng Bảo, 38 tuổi, nguyên trưởng phòng kinh doanh khách sạn Hậu Giang, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Theo điều tra, từ đầu tháng 3 năm 2022 đến ngày 10 tháng 2 năm 2023, với vị trí là trưởng phòng kinh doanh khách sạn Hậu Giang, Bảo đã chiếm đoạt của khách sạn hơn 675 triệu đồng, gồm tiền công nợ của khách hàng do Bảo trực tiếp thu, tiền đặt cọc và tiền cọc trả lại cho khách. Đến ngày 11 tháng 2, Bảo tự ý nghỉ việc. Sau đó, khách sạn Hậu Giang kiểm tra mới phát hiện sự việc và trình báo công an. Bảo khai đã sử dụng hết số tiền chiếm đoạt vào mục đích cá nhân. Ghi nhận về tình hình sản xuất, thưa quý vị, chị Nguyễn Thị Hồng là người tiên phong trồng cây khóm mật, hay còn gọi là cây dứa mật, trên đất đồi dốc ở xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Với diện tích gần 2 hectare trồng khóm mật, chị Hồng thu lợi nhuận hơn nửa tỷ đồng một năm. Những ngày này, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng ở khu Đồng 10,
xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê đang hối hả thu hoạch khóm mật với niềm vui về một vụ mùa bội thu. Những trái khóm mật chín vàng, căng mọng và thơm được chị thu hái cẩn thận. Chị Hồng cho biết đầu năm 2021, thông qua tìm hiểu, chị ấn tượng với mô hình trồng cây khóm mật trên vùng đất đồi núi. Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị đã bàn bạc với gia đình rồi vào Gia Lai để tìm mua chồi giống khóm mật về trồng trên diện tích 1 hectare. Nhờ phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng nên chỉ sau 18 tháng trồng, cây khóm mật đã bắt đầu cho thu hoạch. Những trái khóm đều nặng từ 1,5 kg đến 2 kg một trái, vỏ mỏng, lõi nhỏ, mọng nước, khi ăn có vị ngọt mát. Ngoài ra, khóm mật chín còn được pha chế thành nhiều loại đồ uống khác nên các cơ sở kinh doanh trong vùng rất ưa chuộng. Cũng theo chị Hồng, khóm mật là loại cây trồng không mất nhiều thời gian chăm sóc, ít sâu bệnh, lại cho năng suất cao. Thành công từ vụ khóm mật đầu tiên nên gia đình chị đã thuê thêm đất của các hộ dân xung quanh để trồng khóm, nâng tổng diện tích trồng khóm mật của gia đình lên gần 2 hectare. Với diện tích gần 2 hectare trồng khóm mật, giá bán 15.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ chi phí, chị Hồng có lợi nhuận hơn 500 triệu đồng một năm. Do những tháng hè này thì khu vườn trong chùa Pháp Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được phủ lên một màu tím từ những cánh hoa bằng lăng, khiến nhiều người đến đây cũng cảm thấy rất là ấn tượng. Vì nằm trên một ngọn núi nên những gốc cây bằng lăng càng nổi bật giữa khung cảnh xung quanh. Nhiều du khách về đây để ngắm hoa, chụp ảnh. Để có được khu vườn thơ mộng này, giống bằng lăng được đưa từ rừng núi Khánh Vĩnh về đây chăm sóc trong 5 năm mới ra hoa. Đây cũng là năm cây ra hoa mùa hoa đầu tiên. Bằng lăng núi là loại cây thân gỗ mọc hoang nơi khô cằn sỏi đá, không cần chăm sóc. Cứ đến vào tháng 5, tháng 6 âm lịch là từng cánh hoa dày đặc lại bung nở, bừng lên vẻ rực rỡ với màu sắc tím biếc pha sắc hồng. Còn ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, nhiều người cũng rất ấn tượng với những con đường hoa sứ trắng. Hiện trên địa bàn thành phố này có trên 700 cây hoa sứ được trồng ở 7 tuyến đường trong nội ô. Riêng tuyến đường Võ Thị Sáu, 23 tháng 8 và công viên Lê Thị Riêng được trồng nhiều nhất với khoảng hơn 450 cây. Cây hoa sứ trắng thích hợp trồng ngoài trời vì có khả năng chịu hạn tốt. Khi trưởng thành ở mức trung bình, cây có chiều cao từ 3 đến 4 mét. Hoa sứ nở quanh năm và có mùi hương quyến rũ, hoa đẹp và thơm nên thường được trồng làm cây cảnh ở công viên, tuyến phố. Cái tuyến đường hoa sứ này thì quá đẹp, những cái mùi hương thoang thoảng của mùi hoa sứ là hết nói rồi. Khi mình đi thể dục mà đi ngang, đi qua, đi lại thì cái mùi đó mình nó ghiền luôn á, nó làm thêm tăng thêm vẻ mỹ quan của con đường. Nếu sạch đẹp thì người ta thường thường người ta lui tới. Đi trên tuyến đường đầy hoa sứ, nhiều du khách cảm thấy rất ấn tượng nên đã chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cùng bạn bè, người thân. Tiếp nối chương trình sáng nay sẽ là các thông tin điểm báo. Mở đầu là bài viết được đăng trên trang nhất của tờ Thanh Niên với nhan đề tăng cường đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi. Và theo góc nhìn của tác giả thì có lẽ là chưa năm nào ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lại kết thúc với cả hai môn văn và toán đều có nghi vấn lọt đề thi như năm nay, dù Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định là không ảnh hưởng đến kỳ thi. Và nội dung này sẽ được biên tập viên Tấn Phước thông tin thêm ngay sau đây. Vâng ạ, và ngày hôm qua thì Cục An ninh Chính trị Nội bộ cũng đã vào cuộc và xác định là việc lọt đề thi toán và văn xuất phát từ thí sinh ở Cao Bằng và Yên Bái. Vụ việc đang tiếp tục được các đơn vị nghiệp vụ, công an tỉnh Cao Bằng và những địa phương liên quan xác minh, điều tra và xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật. Về hành vi làm lọt đề thi ra ngoài, tờ Thanh Niên cho biết là theo quyết định số 531 ban hành về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo quy định, buộc thôi việc hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có một trong các hành vi sai phạm, trong đó có hành vi đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải từ ngoài vào phòng thi trong lúc đang thi, làm lộ đề thi, mua bán đề thi. Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã phát công điện đề nghị các hội đồng thi tập trung cao độ để ngăn chặn hành vi gian lận, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi cử. Còn trên lĩnh vực thời sự, bình luận trên tờ Thanh Niên cho rằng việc những kết quả tích cực đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc và dự diễn đàn kinh tế thế giới WEF của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng với nhiều dư địa trong hợp tác, Việt Nam và Trung Quốc kỳ vọng sẽ thiết lập những kỷ lục mới về thương mại và đầu tư trong thời gian tới. Để hiện thực hóa những cam kết đã đạt được trong chuyến đi này,
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết là sẽ chỉ đạo thành lập tổ công tác chuyên biệt để thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại Việt Trung đi vào chiều sâu thực chất. Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư mở rộng với tinh thần nói là làm, cam kết là thực hiện, đã làm phải ra hiệu quả để hai bên cùng thắng, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Ngoài ra cũng trong số này, tờ Thanh Niên có bài viết nhan đề bịch lỗ hổng cơ chế để không có điều kiện trục lợi. Đây là khẳng định của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 diễn ra chiều ngày hôm qua. Theo đó, cử tri quan tâm và đặt câu hỏi liên quan đến các vấn đề như đề xuất tiếp tục tăng giá điện tháng 9 tới và khó khăn mua sắm thuốc vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh và công tác phòng chống tham nhũng. Còn trên lĩnh vực kinh tế, theo phản ánh của tờ Thanh Niên, thì dù đã có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và công văn từ Bộ Tài chính, sau nhiều đơn kiến nghị về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu trong hơn một tháng qua, các doanh nghiệp vẫn mong mỏi đợi chờ. Trong giai đoạn khó khăn về thị trường tiêu thụ, khó tiếp cận vốn vay và lãi suất tăng cao, thì việc bị ngâm số tiền thuế lên đến vài chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng đối với các doanh nghiệp khiến họ rơi vào cảnh khó khăn. Đề cập đến Nghị định 35 của Chính phủ cho phép Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định khu vực được phân lô bán nền mà không phải xin ý kiến Bộ Xây dựng, góc nhìn từ tờ Tuổi Trẻ sáng nay cho biết rằng là việc làm sẽ giúp làm giảm thủ tục cho các doanh nghiệp, tăng nguồn cung nhà đất cho thị trường. Nhưng mà các chuyên gia cũng cảnh báo, cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra, tăng trách nhiệm trong quản lý sử dụng đất của địa phương để tránh tình trạng lạm dụng quy định để tách thửa đổi giá đất nền. Thưa quý vị, ngày hôm qua, phiên xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp tục với phần xét hỏi. Viện Kiểm sát, Quân sự, Bộ đội Biên phòng đã đề nghị cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn 16 năm đến 16 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản. Nói lời sau cùng thì cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn cho biết bản thân đã không giữ được mình, làm liên lụy đến nhiều người. Theo kế hoạch, chiều nay 29 tháng 6, tòa sẽ tuyên án. Còn trên lĩnh vực y tế, tờ Tuổi Trẻ thông tin WHO đang kêu gọi các nỗ lực tiêm bù, tiêm vét quy mô lớn cho tất cả trẻ em ở Việt Nam đã bỏ lỡ lịch tiêm chủng định kỳ trong đại dịch COVID-19, khôi phục tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ít nhất là bằng mức của năm 2019, nhằm tránh bất kỳ đợt bùng phát dịch bệnh nào có thể phòng ngừa được bằng vaccine tại Việt Nam trong tương lai gần. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lại các chuyên gia khẳng định tiêm chủng là khoản đầu tư tốt cho sức khỏe, vaccine vẫn là một trong những câu chuyện thành công đáng chú ý nhất của nhân loại và chúng có thể loại trừ việc mắc bệnh và cứu sống vô số người. Đánh giá về đề thi môn văn và môn toán ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến của nhiều giáo viên cho rằng là đề thi tốt nghiệp môn văn toán năm nay khá an toàn, cấu trúc quen thuộc, nội dung chưa thỏa mãn sự mong đợi. Dù là đề văn an toàn, cấu trúc quen thuộc nhưng mà nếu em nào học bị phụ thuộc vào sự ôn luyện của thầy cô, thiếu sự chủ động và khả năng cảm thụ sẽ khó đạt điểm cao. Còn với đề toán thì có ý kiến nhận định là dù không lạ nhưng vẫn phân hóa được thí sinh. Ngày hôm nay thì các em thí sinh tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai. Buổi sáng thì bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Còn buổi chiều thì thi môn ngoại ngữ. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.